Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, theo chuyên gia phong thủy, người châu Á rất quan trọng mặt tiền thoáng và quang đãng, nên thông thường trồng cây trước cửa nhà là người ta thường lựa chọn những cây tượng trưng cho sự may mắn, tránh những cây có ý nghĩa tiêu cực. Đặc biệt, các chuyên gia phong thủy tiết lộ, gia chủ chỉ cần trồng loại cây này trước nhà sẽ mang đến luồng sinh khí tốt, chiêu mời bình an và tài lộc. Để biết đó là loại cây may mắn gì, xin mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Một, ý nghĩa của cây bồ đề trong phong thủy, biểu tượng của may mắn. Không chỉ có ý nghĩa linh thiêng trong Phật giáo, mà cây bồ đề còn mang những ý nghĩa phong thủy tốt lành, là biểu tượng của sự may mắn và hanh thông. Với những tác dụng mà nó mang lại cùng những câu chuyện linh thiêng về Đức Phật, loại cây này rất phù hợp để trồng trước nhà. Nó có thể giúp cho người thân trong gia đình bạn mọi sự đều bình an, công việc thuận lợi, giúp trừ tà tẩy uế. Theo quan niệm Phật giáo, loại cây này còn có tác dụng giúp trừ tà tẩy uế, xua đuổi tà ma. Nếu bạn đang định xây nhà, bạn có thể thỉnh cây về ghim ở 4 góc của miếng đất nhà mình. Khi đến nơi, cũng khấn xin thổ thần cai quản ở khu đất đó, vừa ghim nhánh ấn bồ đề, vừa niệm Phật xin Ngài minh chứng. Như thế, ấn Phật đã được đánh dấu, bạn có thể an tâm, nơi mình ở được bình an. Ngoài ra, cũng có một số người phát minh hữu hiệu về sự mầu nhiệm của cây bồ đề, nên đã cho ra đời sản phẩm bột trừ tà và tẩy uế được làm bằng những nhánh cây, rễ cây và lá cây bồ đề và các loại cây lá khác. Các loại lá này được đem xay nhuyễn và quyện vào nhau thành một hợp chất vô cùng đặc biệt. Nhưng vấn đề không thể thiếu được khi cho ra sản phẩm bột trừ tà và bột tẩy uế là phải bắt buộc trì tụng cho kỹ, để cho những bột này nâng tầm thành một loại bột có sức sống về mặt tâm linh. Bột tẩy uế cũng có thể giúp chúng ta tẩy uế những gì không tốt với bản thân mình, hay nhà cửa mới mua hay mới xây, hoặc trong những ngày gần Tết cần phải trừ tà và tẩy uế cho những gì không tốt còn đọng lại trong năm cũ. Giúp con người hướng thiện. Hơn thế nữa, trồng cây bồ đề còn giúp con người ta hướng thiện, tham gia tích công đức, phước lành cho đời này và đời sau. 2. Có nên trồng cây bồ đề trước cửa? Loài cây này tượng trưng cho sự may mắn tốt lành. Với những tác dụng mà nó mang lại cùng những câu chuyện linh thiêng về Đức Phật, loại cây này thường được nhiều hộ gia đình lựa chọn trồng trước nhà. Nó có thể giúp cho người thân trong gia đình bạn mọi sự đều bình an, công việc thuận lợi. Trồng cây này trước nhà giúp mang lại cho gia đình bạn không khí trong lành mát mẻ, giảm bớt sự đơn điệu của không gian sống. Với tán lá rộng nên vào những ngày hè nóng bức thì cây còn mang đến bóng mát cho khu tiền sành, giúp điều hòa nhiệt độ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Do vậy, có thể khẳng định luôn rằng cây bồ đề mọc trước nhà là một điểm báo tốt lành cho gia đình. Ở một số địa phương, nhiều gia đình còn trồng cây bồ đề làm cây kiểng trước sân nhà, với mong muốn gia đình gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu khu tiền sảnh của gia đình bạn có diện tích khiêm tốn thì chắc chắn bạn không thể trồng loại cây thân to và cao tới vài chục mét như cây bồ đề. Nhưng nếu bạn vẫn muốn trồng cây này trước nhà thì không phải là không có cách. Thay vì chọn cây bồ đề trồng tự nhiên thì bạn có thể chọn những cây bonsai với dáng hình nhỏ nhắn nhưng được cắt tỉa cẩn thận, đầy tính nghệ thuật. 3. Lưu ý khi trồng cây bồ đề. Khi trồng cây trước nhà. Khi trồng cây bồ đề trước nhà để cây luôn sinh trưởng và phát triển tốt thì bạn cần chú ý rằng đây là loài cây ưa sáng ưa ẩm. Chúng có khả năng chịu lạnh tốt nhưng lại khó có thể chịu được nhiệt độ cao. Không trồng cây ở lối đi lại. Để tốt cho phong thủy thì bạn cũng cần chú ý không trồng cây ở lối đi lại. Không trồng ngay trước cửa nhà, vị trí chính giữa, bởi đây là khu vực lưu thông các nguồn khí ra vào nhà. Nếu trồng ở đây thì sẽ gây cản trở, xung khắc giữa các luồng khí, từ đó sẽ tạo nên những trắc trở, xui xẻo, vận hạn cho chủ nhân cũng như các thành viên khác trong gia đình. Còn nếu bạn trồng cây bồ đề dạng bonsai thì chú ý cắt tỉa thường xuyên để trông chúng luôn gọn gàng và sạch đẹp. Tránh trồng sát tường, công trình xây dựng. Bên cạnh đó, nếu để cây bồ đề khi sinh trưởng tự nhiên, bạn cần tránh trồng sát tường hoặc quá sát các công trình xây dựng. Vì khi cây lớn thì rễ cây, cành lá có thể bị cản trở và gây hư hỏng công trình nhà bạn. Tốt nhất cần phải có khoảng cách để đảm bảo an toàn cho tường nhà bạn không bị hư hỏng. Quý vị thân mến, trồng cây trước cửa không chỉ giúp cho không gian sống trở nên tươi mát, dễ chịu, nếu biết cách chọn cây trồng đúng phong thủy, nó còn mang lại may mắn tài lộc đến với bạn. Vậy những loại cây nào nên trồng trước nhà theo phong thủy? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Cây hòe. Cây hòe còn có một tên gọi khác là cây lộc. Từ xa xưa, mọi người thường hay trồng loài cây này trước cửa nhà với mong ước cây sẽ mang đến cho tất cả mọi người trong gia đình thành công, may mắn trong sự nghiệp, giàu sang phú quý, có chức có quyền. Nhưng chỉ nên trồng cây hòe trước cửa nhà thôi, chứ đừng bao giờ trồng nó ở phía sau nhà. Bởi nếu trồng cây hòe sau nhà, cây sẽ phản tác dụng, gia chủ có thể gặp bế tắc, khó khăn, thất bại trong sự nghiệp. 2. Cây thường xuân. Đây là loài cây dây leo thường được trồng trước cửa để tạo nên không gian xanh cho ngôi nhà, và nó còn được ví như một máy lọc không khí tự nhiên. Trong phong thủy học, cây có ý nghĩa mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Bạn có thể trồng cây trong các chậu cây cành nhỏ, treo chúng tại những vị trí thích hợp sao cho đẹp nhất. Tránh treo cây ngay sát cửa chính hoặc cửa cổng, bởi nó có thể gây cản trở đường đi lối lại. Việc di chuyển ra vào nhà có cảm giác vướng víu, không được thoải mái, gây nên tâm lý khó chịu cho mọi người sống trong nhà. 3. Cây cau. Trong phong thủy, cau là loài cây có tác dụng tăng cường dương khí, hấp thụ âm khí, mang đến nhiều điều may mắn cho gia chủ. Không cần phải dành nhiều thời gian chăm sóc, thân cành mảnh mai, thẳng tắp, cao vút, không cản nắng gió đi vào nhà. Lá cây ít rụng, chính vì thế bạn cũng không phải mất thời gian để quét lá như những loại cây cảnh trồng trước nhà khác. Đây là lý do mà mọi người thường hay chọn loại cây này để trồng trước cửa nhà. Ngay cả trong một không gian nhỏ hẹp thì bạn vẫn có thể trồng nó. 4. Cây cam chanh. Đây là những loại cây có rất nhiều quả, nặng trĩu cả cành, tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng. Gia chủ nên trồng cây ở hướng đông nam của ngôi nhà để cây phát huy tốt tác dụng, mang lại sự giàu sang phú quý, tài lộc cho gia chủ. Chăm sóc cây cho thật tốt để cây ra nhiều quả, bởi càng nhiều quả thì gia chủ càng gặp được nhiều may mắn. 5. Cây ngọc bích. Cây ngọc bích có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy nó thường được trồng bên cạnh quầy thu ngân, trong phòng khách, trước cửa nhà, lối đi, để kích hoạt tiền tài. Nếu trang trí cây trước cửa nhà, bạn nên đặt cây trong các chậu nhỏ ở hướng Tây và Tây Bắc của ngôi nhà. Tránh đặt ở hướng Đông Nam, bởi cây ngọc bích là loài cây thuộc hành kim trong ngũ hành, xung khắc với hành mộc. Đây là loài cây rất dễ trồng và chăm sóc, do vậy bạn không cần mất quá nhiều thời gian để chăm chút cho cây. Cây ngọc bích rất ưa ánh sáng, chính vì thế bạn cũng nên đặt nó tại những nơi quang đãng thoáng mát để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt nhất. 6. Cây lộc vừng. Lộc vừng là một trong 3 loại cây nằm trong bộ tam đa sinh vật cành, còn có tên gọi khác là cây mưng. Loại cây này mang ý nghĩa tài lộc theo khoa học phong thủy. Người xưa quan niệm lộc tương ứng với tài lộc. Vừng ngụ ý là nhỏ nhưng nhiều, cộng với màu đỏ của hoa mang ý nghĩa hỷ sự, thịnh vượng, phát lộc như vừng mè, nhỏ nhưng đẹp và rất nhiều. Vì vậy, cây lộc vừng có ý nghĩa mang lại cho gia chủ nhiều tài lộc, may mắn và niềm vui. Tuy nhiên, để phát huy được hết ý nghĩa phong thủy của cây lộc vừng thì theo các chuyên gia phong thủy, vị trí tốt nhất để trồng cây này là ở trước sân nhà, nơi thoáng đãng. Quý vị thân mến, trên đây là một số loại cây cảnh mà bạn có thể trồng trước cửa nhà nếu muốn chúng mang lại may mắn tài lộc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay cái đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.